Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự tối thứ năm ngày 21 tháng 3 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước đề xuất mở rộng thí điểm sử dụng cát biển làm nền đường giao thông nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu san lấp một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn. Quảng Ninh dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, góp phần vào thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, tạo bước chuyển biến căn bản mạnh mẽ toàn diện về chất lượng giáo dục đào tạo. Thưa quý vị, sáng nay đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình kết quả công tác quý 1 và một số nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024 cùng một số nội dung quan trọng khác. Bước vào quý đầu tiên của năm 2024, bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh có nhiều điểm sáng trên các lĩnh vực. Nổi bật là lĩnh vực du lịch. Tổng lượng khách đến Quảng Ninh ước đạt trên 5,3 triệu lượt, tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 105% kịch bản tăng trưởng. Trong đó khách quốc tế ước đạt 616.000 lượt, tăng tới 310% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 10.200 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Những con số tích cực này có được từ việc tỉnh không ngừng đa dạng hóa sản phẩm du lịch, gia tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, tăng khả năng chi tiêu của du khách, chuẩn bị và triển khai tốt các hoạt động du lịch đầu năm, hoạt động lễ hội, tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá và thu hút đầu tư du lịch nhân dịp đoàn đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race mùa giải 2023-2024 đến Hạ Long, đồng thời tăng cường kết nối, liên kết vùng trong hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm, quảng bá, giao lưu quốc tế. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước tăng 19,5%, tăng 9,71 điểm phần trăm so với cùng kỳ, cao hơn 6,52 điểm phần trăm so với kịch bản quý 1, đóng góp quan trọng tăng trưởng khu vực công nghiệp, xây dựng và đóng góp 2,57 điểm phần trăm tăng trưởng GDP. Nhiều sản phẩm chế biến chế tạo chủ yếu đạt và vượt kịch bản như là sợi bông cốt tông, tấm silic, tấm sàn, tấm quang năng, dầu thực vật, loa, tai nghe, quần áo, vòng tay thông minh. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 500 triệu đô la Mỹ. Điều chỉnh tăng vốn hai dự án với số vốn tăng thêm 48 triệu đô la Mỹ. Các dự án thu hút mới và điều chỉnh tăng vốn đều được thực hiện tại địa bàn các khu công nghiệp, khu kinh tế, chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo. Từ những kết quả khởi sắc đạt được trong lĩnh vực trên đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP quý 1 của tỉnh, ước đạt 8,51%, tăng 0,04 điểm phần trăm so với kịch bản. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 13.160 tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước đạt 9.160 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu ước đạt 4.000 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 4.172 tỷ đồng. Chăm lo phát triển văn hóa xã hội, con người có nhiều tiến bộ, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em, người già, thăm tặng quà Tết Nguyên đán, chúc thọ các đối tượng chính sách, người có công, người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền trên 186 tỷ đồng, tạo việc làm tăng thêm cho trên 7.000 lượt lao động. Công tác giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024 tại Quảng Ninh an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đạt kết quả cao. Quảng Ninh xếp thứ 8 trên 70 đơn vị dự thi, tăng 5 bậc so với năm trước. Hoàn thiện hồ sơ đề cử quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc chính UNESCO ghi vào danh mục di sản thế giới. Tổ chức lễ đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đầm Hà, huyện Tiên Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bình Liêu là huyện dân tộc miền núi biên giới đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Huyện Đầm Hà là địa phương cấp huyện đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Cũng trong quý 1 có 510 đơn vị doanh nghiệp đăng ký mới được thành lập. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được nâng cao, hiệu lực, hiệu quả. Quốc phòng an ninh được củng cố, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, không để xảy ra vụ việc đột xuất bất ngờ. Trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân và sự phát triển của địa phương, gắn với tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và vai trò của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế như là số doanh nghiệp tạm ngừng và giải thể tăng so với cùng kỳ do ảnh hưởng tiêu cực của thị trường vốn tài chính bất động sản. Hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, đầu tư công, tài chính ngân sách của một số địa phương sở ngành có mặt còn hạn chế. Có 7 khoản thu dự kiến không đạt tốc độ bình quân, trong đó thu tiền sử dụng đất
Tỷ lệ giải ngân quý 1 ước đạt 5,3% kế hoạch vốn, tương đương cùng kỳ, nhưng thấp hơn so với bình quân chung cả nước. Vẫn còn 5 địa phương chưa phân khai chi tiết kế hoạch vốn, công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án đầu tư công, giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm so với tiến độ đề ra, chưa chủ động nguồn vật liệu san lấp, phát triển một số ngành kinh tế biển và thu hút đầu tư vào một số khu kinh tế, khu công nghiệp như là Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong chưa có đột phá. Thống nhất với các ý kiến thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu làm rõ nguyên nhân của những tồn tại vướng mắc và trách nhiệm của các ngành, các địa phương có liên quan, đồng thời đề xuất các giải pháp tổng thể nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 và chỉ tiêu của năm, phấn đấu trong quý 2 đạt mức tăng trưởng 9,15%, cả năm đạt trên 2 con số. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, quan trọng nhất vẫn là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, năm thật, sáu dám. Cùng với lĩnh vực kinh tế, trong lĩnh vực văn hóa xã hội phải thực hiện tốt nghị quyết 17 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn nội sinh, động lực cho phát triển nhanh bền vững. Trong đó tạo chuyển biến từ trong mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư và mỗi cơ quan doanh nghiệp. Cũng trong hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về kết quả triển khai mô hình hoạt động Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Năm 2014, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh chính thức đi vào hoạt động. Đây là một trong những mô hình thực hiện đầu tiên trong cả nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân cung cấp, góp phần nâng cao tính công khai minh bạch trong thực hiện cung cấp các dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và xã hội với chất lượng ngày càng tốt hơn. Qua 10 năm hoạt động cho thấy mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã tạo ra bước chuyển căn bản trong kiểm soát toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời đã giúp thay đổi tư duy nhận thức và hành động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh, của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong hệ thống chính trị, trong việc phục vụ tổ chức doanh nghiệp và người dân. Cùng với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công ở tất cả các địa phương đã được thành lập và đi vào hoạt động nền nếp hiệu quả. Đồng thời, chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã cũng không ngừng được nâng cao. Qua đó góp phần quan trọng vào quá trình và kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chất lượng thực thi chính sách pháp luật của tỉnh Quảng Ninh đã được những kết quả quan trọng, dấu ấn nổi bật, trở thành tỉnh thuộc nhóm đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các chỉ số phản ánh xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và xã hội. Qua thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất một số nội dung, trong đó duy trì mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh như hiện nay, trên cơ sở đề nghị Chính phủ và các bộ ngành trung ương thí điểm chuyển nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh để thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Do Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục xây dựng đề án hoàn thiện mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận một cửa cấp xã theo cơ chế một cửa liên thông, áp dụng chuyển đổi số, tổ chức tinh gọn, phát huy hiệu lực hiệu quả trong phục vụ người dân, doanh nghiệp và tổ chức. Tiếp tục bổ sung hoàn thiện chức năng nhiệm vụ để trở thành mô hình mẫu về bộ phận một cửa, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, áp dụng chuyển đổi số và là một trung tâm chủ lực việc thực hiện chuyển đổi số của địa phương. Gắn kết Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận một cửa cấp xã với việc tiếp tục triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trong chuyển đổi số quốc gia để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt nhất cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp theo mô hình kết hợp bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn mà phù hợp với chức năng nhiệm vụ, thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, cán bộ thực sự có phẩm chất năng lực uy tín, đạo đức nghề nghiệp, tận tâm tận lực phục vụ người dân và doanh nghiệp, vô tư trong sáng. Cũng trong chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm, nhiệm kỳ 2020-2025 và báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện điều lệ Đảng cùng một số nội dung quan trọng khác. Ngay sau khi Bộ Giao thông Vận tải có thông báo một số kết quả nội dung việc thí điểm sử dụng cát biển làm nền đường giao thông, tỉnh Quảng Ninh là địa phương đầu tiên đề xuất mở rộng thí điểm này nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu san lấp một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của các ban quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc tỉnh và các địa phương, tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư công nhiều dự án hạ tầng giao thông đang bị chậm so với kế hoạch đặt ra. Trong đó nguyên nhân lớn nhất là do thiếu nguồn vật liệu san lấp. Như tại đường ven sông đoạn từ cao tốc Hạ Long Hải Phòng đến đường tỉnh 338, sau nhiều năm triển khai thi công nhưng do thiếu hụt nguồn cung về cát làm vật liệu san lấp, tại nhiều đoạn mặc dù đã có mặt bằng nhưng mới chỉ thực hiện được việc dọn thực bì và nạo vét khuôn đường, chưa thể triển khai các bước thi công tiếp theo. Đào các cái công địa được khoảng gần một cây số rồi nhưng đến giờ này nó thật sự cái nguồn cát là không, gần như là không thể mua được. Vì các cái nguồn ở đây, các cái mỏ mà khai thác ở trên các dọc sông Hồng đấy là hiện tại bây giờ là cái công suất khai thác của họ rất chi là thấp. Mà cái nhu cầu của cả cái khu vực miền Bắc ấy thì là nó quá lớn.
Chỉ tính riêng dự án đường ven sông đoạn từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến đường tỉnh 338 đang còn thiếu hụt hơn 310.000 mét khối cát làm vật liệu san lấp. Cùng với đó, dự án đường ven sông đoạn từ đường tỉnh 338 đến cổng tỉnh cũng đang thiếu hụt 995.000 mét khối, cho thấy là nhu cầu tìm nguồn vật liệu bổ sung là rất lớn. Trên cơ sở kết quả thành công sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền đường tại dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam phía Đông và các khuyến nghị của Bộ Giao thông Vận tải, tỉnh Quảng Ninh là địa phương đầu tiên đề xuất mở rộng thí điểm, đồng thời mời các chuyên gia đầu ngành để trao đổi về quy trình tổ chức thực hiện. Trước mắt thí điểm ngay tại một số dự án có yếu tố tương đồng về điều kiện tự nhiên và môi trường với dự án thí điểm thành công sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp nền đường. Chúng ta thấy là cái sự chỉ đạo rất quyết liệt của lãnh đạo tỉnh sau khi là có những cái thông tin và có văn bản của Bộ Giao thông thì đã chỉ đạo ngay Sở Giao thông là có một cái buổi làm việc với Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường cũng như là các đơn vị có liên quan, thể hiện cái sự rất là chủ động, tích cực khi là triển khai những cái nội dung nghiên cứu là thí điểm mở rộng cát biển cho các dự án công trình giao thông tại tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau hội nghị này thì Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục chủ trì cùng với lại các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư để tiến hành khảo sát cụ thể, xác định các cái đoạn tuyến thực hiện cái việc mà thí điểm cũng như là khảo sát các cái nguồn, các cái mỏ vật liệu ở trên địa bàn tỉnh và để triển khai ngay các cái nội dung thực hiện thí điểm. Thế và coi như là sẽ báo cáo Ủy ban tỉnh trong tháng 3. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 3 mỏ cát biển đang còn hiệu lực với sản lượng khai thác hơn 1,5 triệu mét khối một năm. Dự kiến là cuối năm sẽ hoàn thiện các thủ tục thêm một mỏ công suất 2,5 triệu mét khối. Nếu như thí điểm thành công thì tới đây việc sử dụng cát biển là vật liệu san lấp sẽ được sử dụng đại trà, góp phần đa dạng hóa nguồn vật liệu san lấp, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông. Tỉnh Quảng Ninh có 11,45% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, cư trú trên hơn 85% diện tích của tỉnh. Cùng với triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng và Nhà nước, những năm qua tỉnh Quảng Ninh đã dành sự quan tâm, ưu tiên hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, nâng cao trình độ dân trí, đặc biệt đã dành nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường lớp và ban hành các chính sách giáo dục dành cho các cơ sở giáo dục học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, góp phần vào việc thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền, từ đó tạo bước chuyển biến căn bản, mạnh mẽ và toàn diện về chất lượng giáo dục và đào tạo. Nằm trên địa bàn vùng cao Ba Chẽ, trường phổ thông dân tộc nội trú Ba Chẽ được xây mới khang trang bề thế là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh dành cho con em đồng bào dân tộc. Ngôi trường có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ thuộc chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, đáp ứng yêu cầu nâng cấp số học sinh học tại trường lên 500 học sinh. Có trường mới, hơn hết là sự quan tâm của các cấp các ngành, sự nghiệp trồng người nơi vùng cao có thêm động lực. Các thầy cô giáo và học sinh ra sức thi đua dạy tốt, học tốt. Chúng em cảm thấy phấn khởi, vui mừng vì được học trong môi trường khang trang. Sân trường có sân bóng rổ, sân đá bóng, nhà đa năng, phòng học đầy đủ thiết bị, phòng ở tiện nghi khép kín, tạo cho chúng em một môi trường phát triển toàn diện. Qua đó chúng em sẽ nỗ lực học tập, phấn đấu để xứng đáng với sự tin tưởng, sự quan tâm của các bác lãnh đạo và sự mong chờ, tin yêu của cha mẹ và thầy cô. Nhằm đáp ứng ngày càng nhiều hơn nhu cầu học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển trường học nội trú ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới. Nhờ đó, tại các địa bàn có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số so với tổng số dân như Ba Chẽ, Bình Liêu, Hải Hà đều có trường phổ thông dân tộc nội trú dành cho học sinh cấp trung học cơ sở. Đặc biệt tại huyện Tiên Yên được xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, tuyển sinh học sinh dân tộc thiểu số cấp trung học cơ sở và cả cấp trung học phổ thông ở địa bàn khu vực miền Đông với mức hỗ trợ bằng 80% mức lương cơ sở một tháng một học sinh. Thời gian hỗ trợ 12 tháng trên một năm học. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi cho con em đồng bào dân tộc, dù không phải đi xa, vẫn được tiếp cận với môi trường giáo dục có chất lượng không kém các địa bàn miền xuôi. Em học ở trường nội trú Tiên Niên đã được 7 năm rồi ạ. Trong suốt thời gian em học trường thì các thầy cô giống như là người cha, người mẹ thứ hai của em. Các thầy cô đã dành sự quan tâm rất là đặc biệt đối với chúng em. Và ngoài ra thì chúng em được nhà tỉnh và nhà nước hỗ trợ 100% chi phí học tập ăn ở
Và vì như thế nên bố mẹ của bọn em không cần phải lo lắng gì về kinh tế ạ. Đặc biệt là ở trường, chúng em cũng được tham gia rất là nhiều ngoại khóa, bồi đắp thêm cho chúng em về những kiến thức của dân tộc, giúp chúng em thêm yêu vào dân tộc của mình. Đó cũng là động lực để chúng em cố gắng phấn đấu để sao cho trở thành một người có ích. Trường đã được xây dựng từ năm 2016 và sau đó tiếp tục được đầu tư sửa chữa, nâng cấp cái khu bếp ăn này. Đấy, rồi là đặc biệt là cái khu sân chơi học sinh, ví dụ như cái khu sân bóng cho học sinh luyện tập thể dục thể thao. Và trường cũng nhận được tức là tham gia cái dự án của cái trường học thông minh 66 trường, cho nên là cái cơ sở vật chất của nhà trường đảm bảo cho cái việc là giáo dục toàn diện học sinh. Xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, Quảng Ninh cũng quan tâm phát triển mô hình trường học bán trú để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh dân tộc thiểu số vùng cao. Thay vì mỗi ngày phải vượt quãng đường hàng chục cây số để đến trường, học sinh có nhà ở xa trường khoảng cách từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học, từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở, được bố trí ăn ở ngay tại trường và chỉ về nhà vào cuối tuần với mức hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương cơ sở một tháng. Đối với học sinh tiểu học có nhà ở xa trường, khoảng cách từ 1,5 km trở lên hoặc từ nhà đến nơi học địa hình cách trở, được hỗ trợ tiền ăn bằng 15% mức lương cơ sở một tháng theo diện bán trú ngày. Hơn 4.000 học sinh là con em đồng bào dân tộc được hưởng chính sách hỗ trợ này của tỉnh với tổng kinh phí khoảng 31,3 tỷ đồng một năm. Yên tâm về chỗ ăn, chỗ ở tại trường học địa phương, học sinh dân tộc vùng cao tích cực thi đua học tập tốt, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao. Chúng tôi rất là cảm ơn cái sự quan tâm của tỉnh về các cái chính sách hỗ trợ là xây dựng các cái cơ sở vật chất khang trang và đảm bảo các cái chế độ tiêu chuẩn cho các em học sinh ăn. Như con của tôi ở bán trú là một tháng được hỗ trợ 720.000. Như vậy là chế độ rất là đảm bảo cho các con em học tập, ăn uống, cũng như sinh hoạt mọi cái ở trên cái trường bán trú ạ. Với sự quan tâm và đầu tư của tỉnh và toàn xã hội dành cho giáo dục thì chúng tôi chắc chắn là sẽ có nhiều những cái giải pháp và cố gắng hơn nữa để có thể phấn đấu thay đổi giáo dục của vùng cao ngày càng đổi mới. Từ năm 2023 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã chi hàng trăm tỷ đồng ngân sách để đầu tư cơ sở vật chất trường lớp ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi là chủ trương lớn của Đảng, được thể hiện trong các nghị quyết của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh và thực tế đã được tổ chức triển khai thực hiện tốt. Nhờ đó, khoảng cách giáo dục giữa miền núi và đồng bằng từng bước được thu hẹp. 5 năm qua, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường phổ thông dân tộc nội trú Tiên Yên luôn đạt 100%, tỷ lệ đỗ đại học gần 40%. Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Tỷ lệ học sinh mức đạt và khá giỏi cấp trung học cơ sở trên 95%. Qua đó, góp phần nâng cao mặt bằng dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Sở hữu vị trí địa chiến lược và tài nguyên đa dạng, huyện đảo Cô Tô có nhiều lợi thế để phát triển nền kinh tế thủy sản gắn với bảo tồn sinh thái. Với định hướng phát triển xanh bền vững thì kinh tế biển đang cùng với du lịch mang tới sự đổi thay cho đời sống người dân vùng đảo Tiền Tiêu. Là một trong những hộ đầu tiên trên địa bàn xã đầu tư nuôi thủy hải sản, mô hình nuôi tôm và ốc hương thương phẩm của gia đình anh Đồng Sĩ Nguyên đã thực sự phát huy hiệu quả và mang lại thu nhập cao, ổn định, gần 500 triệu đồng một năm. Mình nuôi với số lượng thưa nhỏ thì là cái môi trường nó không bị tác động lớn, thì mình sẽ đưa khoa học công nghệ vào và tất cả mọi thứ thì mình sẽ xử lý bằng máy móc và các thứ và bằng hệ thống thì là nó sẽ không ảnh hưởng đến môi trường. Nằm trong ngư trường lớn của miền Bắc, Cô Tô có sản lượng hải sản dồi dào, phong phú, nhiều chủng loại, trong đó có nhiều loại quý hiếm như là bào ngư, hải sâm, tôm hùm. Từ đây hải sản được chuyển về các cơ sở thu mua để phân loại, sơ chế hoặc là chế biến, cung cấp cho các đảo lân cận và chuyển vào đất liền tiêu thụ. Ngay từ những ngày đầu thành lập, huyện Cô Tô đã xác định phát huy lợi thế tiềm năng sẵn có để phát triển kinh tế. Từ nhiệm kỳ 2015-2020, Cô Tô tiếp tục xác định phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản,
khuyến khích hoạt động nuôi trồng thủy hải sản ven biển tại những khu vực phù hợp để bảo tồn và phát triển các sản phẩm, sản vật có giá trị kinh tế cao. Sản lượng nuôi trồng và khai thác hải sản trung bình đạt 6.000 tấn một năm. Kết thúc năm 2023, tổng sản lượng khai thác toàn huyện đạt 5.800 tấn, sản lượng nuôi trồng đạt 315 tấn. Mình mà muốn duy trì được cái nghề sứa này thì cái thứ nhất là chúng tôi là cũng phải ý thức là phải xây bể và đặc biệt là phải xử lý cái nước thải này theo đúng quy trình. Và về cái đầu ra thì cũng phải có cái duy trì về cái chất lượng con sứa cũng như là đủ điều kiện để có thể xuất khẩu sang nước ngoài. Định hướng đến năm 2030 của ngành thủy sản Cô Tô là phát triển khai thác đi đôi với bảo vệ và phát triển nguồn lợi, bảo vệ môi trường sinh thái trên nguyên tắc phát triển bền vững, chú trọng đến hiệu quả kinh tế, không chạy theo sản lượng, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm khai thác. Đặc biệt phát triển khai thác gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia trên biển. Hiện huyện Cô Tô cũng đang hoàn thiện đề án và bản đồ quy hoạch nuôi biển, tạo căn cứ để hình thành các vùng nuôi trồng thủy hải sản tập trung. Có quy hoạch thì cái việc là phát huy tiềm năng thế mạnh của các loài nuôi, các vùng biển thì mới đảm bảo được phát huy được một cách là triệt để và tăng cường cái việc tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm về EU cũng như là phát triển cái mạng lưới là đánh bắt thủy hải sản làm sao đảm bảo là bền vững, đặc biệt là phát huy cái tiềm năng thế mạnh của huyện Cô Tô là gắn thủy sản với lại du lịch và là để cho du lịch làm sao mà làm gia tăng cái giá trị của thủy hải sản Cô Tô. Với tầm nhìn mới, bên cạnh định hướng phát triển du lịch, Cô Tô hướng tới trở thành một trong những trung tâm nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy hải sản của miền Bắc nhằm tạo sinh kế lâu dài bền vững cho người dân và trở thành một trong những ngành kinh tế trụ cột để Cô Tô ngày càng phát triển. Sáng nay tại thành phố Hạ Long, đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức tọa đàm Đảng với thanh niên với Đảng với chủ đề Tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh tự hào tiến bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Đây là dịp để tuổi trẻ đoàn khối bày tỏ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, thể hiện trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị và của tỉnh, tích cực hưởng ứng phong trào thanh xuân dân Đảng bằng những việc làm cụ thể thiết thực, qua đó phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong xây dựng Đảng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng. Cũng trong dịp này, ban thường vụ đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tôn vinh 10 tài năng trẻ cấp đoàn khối, 10 công chức viên chức tiêu biểu và 10 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023. Hoạt động hướng tới chào mừng tháng thanh niên, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh mùng 4 tháng 9 và hưởng ứng phong trào thanh xuân dân Đảng do tỉnh Quảng Ninh phát động. Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ Hạ Long đã triển khai thực hiện nhiều mô hình, công trình phần việc ý nghĩa thiết thực, qua đó đã huy động được sức trẻ đóng góp vào sự phát triển của địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng đô thị văn minh. Không còn con đường đất chật hẹp, lầy lội như những năm trước, giờ đây tuyến đường tổ 6, thôn chợ, xã Thống Nhất đã được bê tông hóa, khang trang, sạch đẹp. Toàn bộ kinh phí 120 triệu đồng để cải tạo, nâng cấp tuyến đường này phần lớn là do đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã quyên góp, cùng với sự hỗ trợ, ủng hộ hiến đất làm đường của bà con nhân dân. Trong lòng tôi đúng là đêm không ngủ, ngày là chỉ thoát thỏa làm sao mà làm được nhanh con đường này để... Thứ nhất là chúng tôi già đi bước chân nó vững vàng. Thứ hai nữa thì các cháu nó đi cũng là tốt và người dân lao động đi rất là thuận tiện. Tôi phấn khởi lắm. Sức trẻ của thanh niên xã là cũng phải đặt lên hàng đầu để khi mà có những cái công trình phần việc gì mà liên quan đến nông thôn mới là đoàn thanh niên xã là sẽ huy động hết tất cả, phát huy được hết cái sức trẻ để xây dựng nông thôn mới, để là vừa xây dựng xã Thống Nhất là giàu đẹp, văn minh và hiện đại và sớm trở thành phường. Nhiều phong trào chiến dịch hướng về cộng đồng được thành đoàn Hạ Long phát động, chỉ đạo triển khai, không chỉ phát huy sức trẻ mà còn tạo sức lan tỏa trong cả cộng đồng, tiêu biểu như ngày Chủ nhật xanh, chiến dịch hãy làm sạch biển, hiến máu tình nguyện. Thực hiện hoạt động vì một Hạ Long xanh, trong đấy thì chúng tôi cũng tập trung vào cái hoạt động là sẽ dọn vệ sinh môi trường tại các điểm, các chân đảo đá trên vịnh Hạ Long. Qua những hoạt động dọn vệ sinh môi trường trên vịnh Hạ Long thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ góp một phần sức trẻ đối với công tác quản lý bảo tồn và phát huy các giá trị di sản trên vịnh. Đồng thời là cũng mong muốn sẽ tạo một cái
cảnh quan đẹp nhất của Vịnh Hạ Long để đón tiếp các đoàn khách du lịch trong nước và quốc tế đến với tham quan kỳ quan di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long cũng như là đến với tỉnh Quảng Ninh trong mùa du lịch sắp tới. Là một đoàn viên thanh niên, tôi cùng với các bạn đoàn viên thanh niên đã cùng nhau tham gia các hoạt động của đoàn xã, thành phố tổ chức. Từ đó truyền đến mọi người hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, làm cho thành phố Hạ Long ngày càng xanh, sạch đẹp, là một nơi đáng sống, đáng đến, đáng tự hào. Ngoài các chương trình chiến dịch do thành đoàn chủ trì phát động, triển khai, đoàn viên thanh niên thành phố Hạ Long cũng luôn nhiệt tình, sôi nổi hưởng ứng các phong trào của địa phương, các tổ chức đoàn thể như trồng 1 tỷ cây xanh, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vùng dân tộc thiểu số, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và công trình nước sạch, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho thanh thiếu nhi và người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Có thể khẳng định là các chương trình hoạt động thì đã tạo được cái sức lan tỏa, thể hiện được cái tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ luôn tiên phong xung kích đi đầu trong mọi nhiệm vụ. Và chúng tôi cũng mong muốn là các hoạt động này thì sẽ được triển khai duy trì thường xuyên hiệu quả trong cả năm 2024 để thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm là năm thanh niên tình nguyện. Thông qua các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ Hạ Long tiếp tục khẳng định vai trò của sức trẻ, không chỉ mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, hội, mà còn khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức đoàn trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chương trình thời sự tối nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.